Chào mừng anh chị em và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại bài học 12 ba nguyên tắc học Kinh Thánh căn bản phần 2 trong loạt bài học về cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 1. Và trước khi bắt đầu thì chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài cho chúng con có cơ hội tiếp tục để học về nguyên tắc nghiên cứu Kinh Thánh qua ba cái nguyên tắc Kinh Thánh căn bản, đó là quan sát, giải nghĩa và áp dụng. Xin Ngài sức cầu ban ơn cho chúng con, xin giúp cho chúng con không phải học và làm lấy nghe làm đủ, nhưng chúng con biết áp dụng, biết tìm ra chân lý cho chính mình, biết làm vinh hiển danh của Ngài và áp dụng cho nhiều người khác, hầu cho họ cũng có cơ hội để biết về lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba nguyên tắc học Kinh Thánh căn bản của lần trước thì chúng ta đã học rồi, đó là quan sát, giải nghĩa và áp dụng. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy ở đây chúng ta tiếp tục học phần 2 và có bốn cái hình, có bốn cái bức tranh. Thì ở đây chúng ta thấy một là chúng ta thấy nguyên tắc phải quan sát, giống như là bác sĩ cho thuốc chẳng hạn. Đây là bệnh viện, chúng ta thấy đây thì khi mà đi vào bệnh viện ấy, thì một bác sĩ cho thuốc, rồi chúng ta phải quan sát, rồi chúng ta phải quan sát cái thuốc đó xem nó là loại thuốc gì, uống như thế nào, sau đó chúng ta cái người này bắt đầu giải thích phải uống thuốc mỗi ngày, một ngày mấy lần, rồi sau đó là áp dụng là uống. Thì cũng như vậy, Kinh Thánh chúng ta phải thì có ba nguyên tắc. Nếu chúng ta chỉ có học, chúng ta chỉ nghiên cứu Kinh Thánh mà chúng ta không áp dụng thì đó là sai. Nhưng nếu chúng ta chỉ áp dụng mà không nghiên cứu Kinh Thánh thì cũng là sai. Cho nên phải có đầy đủ ba nguyên tắc là quan sát, giải nghĩa và áp dụng. Cầu xin Đức Chúa Thánh Linh sức đầu cho chúng ta học trong bài hôm nay để chúng ta có cơ hội để mà thực hành với nhau. Cảm ơn Chúa. Y như là trước thì cái nguyên tắc về quan sát, nguyên tắc về giải nghĩa, nguyên tắc về áp dụng thì tôi cũng đã nói ở trong bài 11 rồi. Thứ nhất là khi mà chúng ta nguyên tắc về quan sát thì chúng ta phải gì? Phải đọc đi, đọc lại nhiều lần. Chúng ta phải vạch ra những cái ý lớn ý nhỏ, chúng ta tìm ra những ý lớn ý nhỏ, những cái chủ đề, những cái gì liên quan trong phần đoạn ghi văn đó. Và đặc biệt là chúng ta phải đọc đi đọc lại, đọc trước đọc sau trong, để chúng ta hiểu được, và đọc ít nhất là 5 lần. Đấy, chúng ta nguyên tắc giải nghĩa là chúng ta phải gì? Chúng ta phải giải nghĩa, chúng ta phải tìm ra cái chân lý của Kinh Thánh. Chân lý đó không phụ thuộc vào không gian, không phụ thuộc vào thời gian, không phụ thuộc vào văn hóa, bối cảnh, chính trị, nhưng mà nó đúng trong mọi hoàn cảnh và được Đức Chúa Trời Thánh Linh sức đầu. Và áp dụng là chúng ta mang cái chân lý, cái ý nghĩa đó, chúng ta sẽ áp dụng cho đời sống của chúng ta, áp dụng cho đời sống hàng ngày của chúng ta, và chúng ta sẽ đi thực hành. Ngày hôm nay chúng ta cùng thực hành với nhau trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 15 tới câu 22. Đầu tiên chúng ta đi vào phần quan sát. Quan sát là chúng ta phải đọc rất là nhiều lần, ít nhất là 5 lần. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau. Đầu tiên là chúng ta đọc nhanh. Bây giờ người Pharisee đi ra bàn luận với nhau để kiếm cách đặt lỗi Đức Chúa Giêsu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Herod đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi, Thầy nghĩ thế nào, có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Đức Chúa Giêsu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng
tiền nộp thuế, họ đưa cho ngài một đồng denier. Ngài bèn phán rằng: hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: của Caesar. Ngài bèn phán rằng: vậy hãy trả cho Caesar những vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời những vật gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe lời ấy đều bệ ngộ, liền bỏ ngài mà đi. Đó. Chúng ta đầu tiên là chúng ta đọc, chúng ta đọc cho nó nhiều lần. Rồi. Chúng ta đọc lại nhé, đọc để toát lên tất cả những cái ý chính. Bây giờ người Pharisee ra đi bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giêsu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảo vua Herod đến thưa cùng ngài rằng: này thầy, chúng tôi biết thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời, không tôi bị ai, vì thầy không xem bề ngoài của người ta. Vậy xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào, có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Đức Chúa Giêsu biết ý xấu của họ, liền đáp rằng: hỡi kẻ dại hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem một đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho ngài một đồng denier. Ngài bèn phán rằng: hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: của Caesar. Ngài bèn phán rằng: vậy hãy trả cho Caesar những vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời những vật gì của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta quan sát, chúng ta đến phần quan sát. Đầu tiên chúng ta thấy là gì? Những cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta thấy nhân vật ở đây là gì? Một đó là người Pharisee. Chúng ta thấy người Pharisee là cái người mà chúng ta sẽ thấy người Pharisee. Về thứ hai, chúng ta thấy cái nhân vật này gì? Nhân vật là Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ở đây ấy, Chúa Giêsu, lại thầy. Chúng ta thấy cái từ thầy ở đây, rồi Đức Chúa Giêsu với chữ thầy là một. Theo cách thật mà đại đạo Đức Chúa Trời, thầy Chúa Giêsu chính là một. Thầy không xem ai, không tây vị ai. Chúng ta thấy thầy nghĩ thế nào? Nộp thuế cho Caesar, Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỡi. Ngài. Ta. Sao các ngươi ngài bèn phấn rằng họ nghe lời ấy đều bằng người liền bỏ ngài mà đi. Họ đó, chúng ta thấy ở đây là Pharisee này. Người Pharisee họ sẽ thấy họ cũng là người Pharisee này. Rồi bây giờ người Pharisee đi ra bàn luận với nhau để tìm cách bắt lỗi Đức Chúa Giêsu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng Herod đến thưa cùng ngài rằng: họ
đấy, cũng là người Phanxi. Chúng ta thấy là họ là thứ hai này, lại thầy chúng tôi biết thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo đức Chúa Trời, không tư vị ai vì thầy không xem bề ngoài của người ta, và xin thầy nói cho chúng tôi, chúng tôi cũng là người Phanxi, vậy ngài nói cho chúng tôi thầy nghĩ như thế nào, có nên nộp thuế cho Caesar không? Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ. Người đáp rằng hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta, hãy đưa cho ta xem một đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho ngài một đồng denier. Ngài bèn phán rằng hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng của Caesar. Ngài bèn phán rằng vậy hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, trả cho Đức Chúa Trời những vật gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe điều ấy đều bỡ ngỡ rồi bỏ đi. Thì chúng ta thấy có Phanxi, có họ này, có chúng ta này, đại thầy chúng tôi, thì đây là cái vừa nói về cái người Phanxi, nói về người Phanxi là cái đảng mà những cái người cầm đầu trong cái thời của Chúa Giêsu, thì có những cái đảng phái trong trong xứ của người Do Thái. Thì chúng ta thấy ở đây á, chúng ta sẽ đến được Phanxi một này, họ hai này, rồi chúng tôi là ba này, họ là bốn này, các ngươi là năm này, họ là sáu này, họ là bảy này, họ là tám này. Chúng ta ít nhất là thấy tới tám cái từ đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta gạch ngang, chúng ta gạch vướng những cái từ này, chúng ta gạch chân tất cả những cái từ này, chúng ta viết ra ngoài nháp đó, chúng ta nghiên cứu. Đây là bước quan sát, và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu này, rồi thầy này, ngài này đó. Thì chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu một này, thầy hai này, thầy ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, hãy đưa cho ta xem tám này, ngài phán rằng này, chín này, mười này, này là 14. Thì rõ ràng ở đây là đang nói về Chúa Giêsu và người Phanxi. Đây là cái chủ đề. Thì chúng ta thấy ở trong này quan sát thấy cái chủ đề này, thì cái cuộc đối thoại, chúng ta thấy ở đây là thấy chủ đề, quan sát thấy công việc này, thì người Phanxi bàn, người Phanxi tìm cách để mà hạ Chúa Giêsu, thì tìm cách để thử Chúa hay là bắt lỗi Chúa. Thì tới là người Pharisi tìm cách bắt lỗi Chúa. Và chúng ta thấy gì? Chúa thì đáp lại. Cho nên chúng ta quan sát, chúng ta thấy thứ nhất là đây có hai cái nhân vật, đó là người Phanxi đó đang thử Chúa và Chúa Giêsu. Và tất nhiên ở đây thì chúng ta cũng thấy có Caesar nữa, nhưng mà Caesar chỉ là được nhắc đến thôi. Caesar là hoàng đế Na Mã. Nó chỉ được nhắc đến ở trong đoạn này thôi, nhưng mà nó không trực tiếp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta xem quan sát rồi, chúng ta thấy những cái động từ gì?
họ bàn luận với nhau. Đây, chúng ta thấy ban đầu là chúng ta quan sát về nhân vật đi, họ có cái nhân vật nổi trội là người Pharisee, Chúa Giêsu. Rồi chúng ta thấy cái ngôn từ thì chúng ta thấy đấy là họ có những hành động gì, họ bàn luận với nhau. Đó, họ đi ra để mà bàn luận với nhau. Các bạn viết, tôi chỉ đánh dấu cho các bạn để chúng ta thấy, các bạn có thể tìm và ghi ra ra thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi họ bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi ngài. Rồi họ bàn luận với nhau, rồi họ sau đó là họ tìm cách để bắt lỗi Chúa. Đó. Rồi sau đó là họ gì? Họ sai môn đồ mình với đảng vua Herod đến thưa cùng ngài rằng, sau khi mà họ bắt lỗi rồi, sau khi mà cái hành động của họ thì họ đã bàn luận với nhau rồi, sai 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 cái người môn đệ đây đến và nói là: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, hãy theo cách thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời, không tư vì ai. Đây là cái cách nó giống như cái bẫy ban đầu là khen trước, đúng không? Vì thầy không xem bề ngoài của người ta, vậy xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào, có nên nộp thuế cho Caesar không? Đức Chúa Giêsu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ dạy, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem một đồng bạc. Họ đưa cho. Họ đưa cho ngài xem mà. Rồi ngài phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Caesar. Ngài phán rằng: Vậy hãy trả cho Caesar những vật gì của Caesar, trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe lời ấy đều bỡ ngỡ. Họ nghe. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, quan sát, chúng ta ở đây chúng ta thấy là nhân vật, chúng ta quan sát được gì? Thứ nhất là người fantasy, rồi những cái ngôn từ liên quan đến người fantasy. Thứ hai là gì? Những cái động từ, đây là cho ghi rõ cho các bạn là tìm động từ, tính từ. Động từ đó gì? Động từ là chỉ những hoạt động. Tính từ từ là những từ chỉ tính chất của hành động đó. Thì ở đây chúng ta thấy hoạt động của những người Pharisee là họ bàn luận với nhau, họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, họ sai người đi, họ đưa cho ngài một đồng tiền, họ trả lời ngài và họ nghe. Rồi sau đó thì chúng ta thấy công việc của họ, người Pharisee là gì? Là tìm cách bắt lỗi Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta đến gì? Quan sát. Đó. Chúng ta về tiếp tục quan sát đi, quan sát lại giống như vậy, và có những ý nào chúng ta tiếp tục quan sát, chúng ta ghi ra. Thì sau đó phần thứ hai là chúng ta giải nghĩa. Chúng ta giải nghĩa thì chúng ta xem là giải nghĩa chúng ta làm công việc gì. Các bạn lật lại ở đoạn bài 10, bài 11 giúp tôi. Các bạn lật ra bài 11, bài chúng ta sẽ có những cái bước mà tôi đã hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết ở trong bài 11. Thì bây giờ giải nghĩa là chúng ta đi tìm cái mối liên quan. Giải nghĩa là, chúng ta thấy đã quan sát được rồi. Thì chúng ta thấy ở đây là gì? Ở đây thứ nhất là có mối quan hệ giữa ai với ai. Chúng ta trả lời câu hỏi: mối quan hệ với ai?
chúng ta đi tìm, và nghĩa là chúng ta đi tìm cái chân lý kinh thánh á, và để tìm cái mục đích là tìm chân lý kinh thánh, và chúng ta phải xem đó là mối quan hệ giữa ai với ai. Thì đầu tiên đó chúng ta thấy là ở đây nó có mối quan hệ với Chúa Giêsu và những thầy Pharisee, những người Pharisee và đảng Herod là những cái gì, là những người cai trị, là những người cai trị trong thời bấy giờ. Thì chúng ta thấy là thứ nhất có mối cái quan hệ là Chúa, Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu với những người cai trị, những người cai trị tôn giáo. Ở đây là cai trị tôn giáo đấy ạ. Bởi vì những người Pharisee trong một thời bấy giờ thì cái Herod cai trị tôn giáo cộng với lại những cái người cai trị ở đời. Cai trị ở đời là đâu? Chúng ta thấy là họ sai môn đồ mình đi với đảng vua Herod. Cho nên môn đồ là môn đồ của những cái người Pharisee, là những người cai trị thời tôn giáo thời bây giờ. Cái những cái người mà trong cái thời của Chúa Giêsu thì người Do Thái họ có người Pharisee và Sadducee, thì nó là những cái đảng phái, và những người Pharisee là những người mà dùng kinh thánh luật pháp của Môi-se, nhưng mà cái khác là họ không có bao giờ làm theo luật pháp. Thì đấy là những người cai trị về tôn giáo, và cai trị ở đời đó là những vua Herod. Thì đây thì họ có cái sự xung đột với nhau, Đức Chúa Giêsu và những người cai trị này thì xung đột với nhau. Đấy là chúng ta rút ra được một bài học đầu tiên, chúng ta rút ra được cái giải nghĩa chân lý. Thứ hai thì họ lấy cái gì? Họ lấy cái tài chính là tiền thuế đó, để thử Chúa, hay là để mà làm cho xung đột với nhau. Thì cái mục đích của họ, cái cuối cùng nó suy ra là gì? Là lợi ích. Cái nó xung đột bởi vì nó là lợi ích. Lợi ích đây có thể là lợi ích nhóm, bởi vì rõ ràng là lợi ích đối với người Pharisee sợ những cái người Do Thái thời bấy giờ đi theo Chúa Giêsu thì không theo, không tin người Pharisee là không nộp thuế nữa, không nộp thuế nữa. Thì cuối cùng nữa là họ bắt đầu tìm cách bắt bớ Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta thấy gì nữa? Cái nguyên tắc về hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời, thì cái của Chúa không là khác hoàn toàn với cái của đời. Đây là những cái mà chân lý kinh thánh. Rồi chúng ta có rất là nhiều bài học kinh thánh, nhưng mà chúng ta tìm ra ba cái chân lý ở đây. Thứ nhất là Đức Chúa Giêsu với người cai trị tôn giáo xung đột với nhau. Thì điều này nó dẫn tới cái điều gì? Chúng ta thấy rằng ngày nay cũng như vậy. Những cái người mà tin Chúa Giêsu và thật tin và theo Chúa thật cũng là xung đột với cái đối tượng nó giống như vậy. Những người cai trị tôn giáo, những người cai trị tôn giáo ở đây có thể là những người làm giả, những cái người mà đứng ở trong cái vị trí làm cái công tác tôn giáo nhưng mà thực sự không có tin yêu Chúa, thực sự không có tấm lòng đối với Ngài, thực sự không vâng lời Ngài, nhưng mà giống như người Pharisee thôi, chỉ có giảng, chỉ có dạy, chỉ có nói, nhưng mà người ta không bắt, không làm theo. Bắt người khác làm nhưng bản thân mình thì không làm. Cho nên Chúa nói rằng là nếu sự công bình của các ngươi không trội hơn sự công bình của người Pharisee thì các ngươi không thể vào nước thiên đàng.
Chân lý này ngày xưa và bây giờ cũng là thật. Nếu sự công bình của chúng ta không vượt qua bởi không vượt qua được đến với tình yêu của Chúa, sống cho lời của Chúa, thì coi chừng chúng ta không thể vào thiên đàng được. Xin Chúa thương xót, bởi vì ngày cuối cùng Kinh Thánh cũng chép rồi, có nhiều người nói rằng: đại Chúa tôi chẳng từng nhân danh Chúa đuổi quỷ sao, nhân danh Chúa để giảng dạy sao, nhân danh Chúa làm phép lạ sao, nhưng mà ta sẽ phán rõ ràng với các ngươi, hỡi kẻ làm gian ác hãy lui ra khỏi ta, vì ta không biết các ngươi. Và ở đây chúng ta thấy đó là thứ nhất là xung đột về tôn giáo, thứ hai xung đột về cai trị ở đời, thứ hai là cái xung đột đó, cái mấu chốt của xung đột nó chỉ là lợi ích gì, lợi ích nhóm, đó là vấn đề tiền bạc thôi. Cho nên có những cái sự cám dỗ này ma quỷ nó vẫn dùng, đó là tiền bạc, danh vọng và địa vị. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, Chúa Giêsu đã thắng, không bị cám dỗ, và bây giờ nó dùng chính cái vấn đề tài chính, tiền thuế để mà bắt nộp thuế. Thì gì? Thì Chúa Giêsu cho chúng ta một bài học, đó là ngày này cũng vậy, liên quan đến tiền trong hội thánh, liên quan đến địa vị ở đời là xung đột nhau. Vậy thì tình yêu của Đức Chúa Trời ở đâu? Sự cứu rỗi của Chúa và sự biết ơn của mình đối với Chúa ở đâu? Cho nên chúng ta thấy được rằng ba bài học áp dụng. Thứ nhất đó là xung đột luôn có. Thứ hai là chúng ta thấy là mục đích đó là vì lý do xung đột đó là quyền lợi. Như vậy xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, bởi vì Chúa nói rằng quyền lợi đó của Chúa nó khác cái gì, và Chúa nói rằng chân lý của Chúa khác, Chúa và đời khác. Chúa nói hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, hãy đã trả cho cái danh vọng, cái tiền bạc. Thật ra Caesar nó là giống như thế gian này, nó chả có gì, mọi cái đều của Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà Chúa nói rằng là cái gì nó thuộc về đời này, cái gì nó thuộc về cái không đáng có để mà mang, không cần phải mang vào thiên đàng, thì hãy đừng có mang vào. Nhưng hãy gì? Hãy lấy cái của Đức Chúa Trời. Cái gì của Đức Chúa Trời? Hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là gì? Yêu thương, công bằng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại. Ngày nay Đức Chúa Trời đang đòi hỏi chúng ta hãy trả lại cái ý nghĩa thật. Hội thánh phải có quyền năng, hội thánh phải được là thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ, mà Đức Chúa Giêsu Christ là đấng có quyền năng, thì hội thánh Chúa phải có quyền năng. Hội thánh của Ngài, thưa anh chị em, không thể nào mà không có sự ảnh hưởng tới cộng đồng xã hội. Hãy trả lại điều đó cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Và đây chúng ta thấy được ba cái bước, và khi chúng ta áp dụng thì cái nguyên tắc luôn luôn là chúng ta cậy xin Thánh Linh của Ngài giúp đỡ chúng ta, để chúng ta thấy được, chúng ta tránh được cái xung đột đó. Bây giờ chúng ta thấy rút ra cái bài học đó. Đầu tiên là xin Chúa giúp tránh xung đột, hay là xin Chúa giúp cho chúng ta đắc thắng được cái xung đột đó, và xin Chúa giúp cho chúng ta tránh khỏi cái bẫy về lợi ích trong nhà Chúa, tránh cái bẫy của ma quỷ. Và một cái nữa là cho chúng ta yêu mến Chúa, yêu Chúa và bám lấy Chúa nhiều hơn. Đây là rồi, đây là toàn bộ bài học và bài thực hành của chúng ta. Cho nên đây là các bước, và nó có rất là nhiều vì làm không đủ thời gian.
Nhưng mà tôi cầu nguyện để anh chị em có thể thực hành theo những cái bước này để rồi chúng ta được học với nhau và danh của Chúa được vinh hiển, lời của Chúa được đến trên đời sống của gia đình của chúng ta, trên anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì bài học 12. Ngài chúc phước trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Cha. Xin lời của Cha cứ hiện diện cùng với chúng con, giúp anh chị em của chúng con nghiên cứu lời của Chúa, áp dụng lời Chúa và thực hành lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Mọi sự vinh hiển đều thuộc về Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mến chào anh chị em và gặp lại trong bài 13. Xin chào.